Приветствую вас, уважаемые зрители. Xin chào quý khán giả, lại là tôi, Evgeny Bechuk, Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị tại UST Inc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập tiếp theo nhằm giải đáp các câu hỏi mà các bạn đã gửi cho chúng tôi trong năm qua. Chúng tôi đã lên kế hoạch phát hành một số tập như vậy. Kết thúc bằng bài phát biểu của Tổng Thiết kế và Giám đốc điều hành của UST Inc. Trong đó, sẽ tóm tắt kết quả của năm. Hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với Arsen Babayan, Giám đốc Unique Research and Technology LLC tại Moscow. Với Oleg Sazetsky, giám đốc Usercyver GDMCC ở Dubai, và các nhân viên của Unique Research and Technology Inc. Maxim Gusev, trưởng phòng quản lý dự án, và Maxim Kubisekin, trưởng phòng của phòng kỹ thuật thiết kế. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các chi tiết cụ thể của các cuộc đàm phán trong khu vực. Lần trước, chúng tôi đã xác định những khu vực mà sự hiện diện của chúng tôi hiện đang tích cực nhất. Chúng bao gồm Indonesia, Ấn Độ, các nước châu Phi, Cộng hòa Dominica, cũng như Liên bang Nga và Kazakhstan. Tôi đề nghị chúng ta nên nói về chi tiết cụ thể của các dự án. Chúng là loại dự án nào, chúng ta đang ở giai đoạn nào, và sắc thái là gì? Lần trước, chúng ta đã bắt đầu cuộc trò chuyện từ văn phòng của mình ở Dubai. Oleg, có lẽ anh lại bắt đầu cuộc thảo luận này trước nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết những nhiệm vụ mà chúng ta đang giải quyết và những dự án mà chúng tôi đang nói đến. Đây là những dự án chở khách hay hàng hóa? Có những loại hình vận tải hành khách và hàng hóa nào? Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết về các chi tiết khác, nếu có thể tiết lộ. Tôi muốn nói vài lời về dự án ở châu Phi, nơi chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một tổ hợp chiến lược toàn cầu. Đây là hành lang vận chuyển xuyên lục địa. Có một công ty khá nổi tiếng ở đây muốn xây dựng một hành lang xuyên châu Phi, từ Ấn Độ Dương đến Đại Tây Dương. Vấn đề là nhiều quốc gia, đặc biệt là ở miền Trung và Nam châu Phi không có biển, và hậu cần là vấn đề then chốt ở đó. Trước hết, các nước này muốn tập trung vào vận tải hàng hóa. Vận tải hành khách cũng thú vị, nhưng hàng hóa được ưu tiên hàng đầu. Bởi vì vấn đề hậu cần đã cản trở hoàn toàn sự phát triển của nhiều nước châu Phi. Ví dụ, nếu chúng ta nói về một hành lang giao thông với sự hỗ trợ của đường sắt, thì điều này rất khó thực hiện được vì địa hình khó khăn. Грузовые перевозки, но это сделать необычайно трудно вследствие сложного рельефа. Số lượng sông lớn và chướng ngại vật cũng như вопрос đất đai chưa được giải quyết. Опять же, нерешенности земельного вопроса, то есть там, где мелкие крестьяне, có nơi có diện тích nhỏ, nông dân sống ở đó có quan hệ bộ lạc. Невозможно просто không thể đơn giản lấy đất để xây dựng đường сад. Там железные дороги, что вот здесь. Do đó, vận tải đường dây là lý tưởng ở đây vì nó нằm ở tầng thứ hai trên mặt đất và không ngăn cản nông dân thu hoạch cây trồng của họ. Nó vượt qua sông, khe núi, nhiều chướng ngại vật khác nhau, với chi phí gần như tương đương với trên một đoạn đường bằng phẳng. Hiện tại, chúng tôi thực sự hy vọng có được một hợp đồng thực sự, nhưng thật không may, cho đến nay, nó vẫn chỉ là một hợp đồng nghiên cứu khả thi. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành ở cấp độ rất cao tại các quốc gia mà hành lang này sẽ đi qua. Chúng tôi đang đàm phán, đây là cấp Tổng thống. Tôi biết rằng bạn đã gặp Tổng thống của một số quốc gia. Vâng, đây là cấp độ của các Tổng thống, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và các tổ chức tài chính có ảnh hưởng lớn, bởi vì đây sẽ là một dự án rất nghiêm túc. Потому что, конечно же, это проект, который будет очень-очень серьезный. Опять же, lần trước, chúng tôi không nói нhiều về нó, vì dự án vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu khả thi. Это проект, который, еще раз говорю, находится на стадии пока что решения технико-экономического обоснования. Но trên thực тế, là chúng ta đang nói về giai đoạn đầu tiên của dự án này. Nhưng tuy nhiên, tôi tin rằng đây là trường hợp vận tải đường dây có thể thay đổi hướng phát triển của cả một lục địa. Вектор развития целого континента.
Tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được một hợp đồng lớn để thực hiện nghiên cứu khả thi và phát triển thiết kế ý tưởng của hành lang giao thông này. Chúng tôi được ưu tiên do những lợi thế mà vận tải đường dây của chúng tôi mang lại. Chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về Ấn Độ. Hiện nay, có rất nhiều đơn đăng ký đến từ các tiểu bang và thành phố khác nhau. Chúng tôi đang cố gắng xử lý chúng và đưa ra đề xuất. Các cuộc họp được tổ chức ít nhất ở cấp thủ tướng các bang, họ gọi là bộ trưởng, hoặc bộ trưởng giao thông cấp bang. Chúng tôi thậm chí không có thời gian để tập trung vào điều gì đó cụ thể. Chúng tôi đang tập trung vào các dự án mà chúng tôi thực sự có trong tay và đang ở giai đoạn thiết kế. Tôi muốn xác nhận thêm rằng chúng tôi cũng tăng khối lượng công việc của bạn. Sau khi các bạn đón Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ, Nitin Gadkari, tại trung tâm Eusarkai, một số lượng lớn đơn đăng ký từ các công ty khác nhau đã được gửi qua trang web của USTIN. Có đơn quan tâm, có đề nghị đưa ra các đề xuất cụ thể, và tất nhiên, chúng tôi đã chuyển hướng họ đến địa chỉ của bạn. Đúng như vậy, tuy nhiên, đó là con dao hai lưỡi, kiểu như mọi người muốn nhảy vào một đoàn tàu đang di chuyển. Điều tôi đang nói là, chuyện này rất nghiêm trọng. Vâng, sự bùng nổ đã bắt đầu. Quả thực, có rất nhiều lời đề nghị. Nhưng điều quan trọng là trong quá trình xử lý các đề xuất này, nhiều dự án tiềm năng sẽ được phát hiện. Và nếu không thể xử lý chúng ngay, thì chúng tôi sẽ quay lại chúng vào ngày mai. Chúng tôi đã gặp Thống đốc Jakarta, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Cục Tàu Điện Ngầm Jakarta. Họ cũng rất quan tâm đến công nghệ của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang giải quyết các vấn đề ở Indonesia. Chúng tôi phải giải quyết các vấn đề pháp lý, chính thức hóa địa vị pháp lý của văn phòng đại diện. Khi đó, tôi hy vọng chúng ta sẽ có sự phát triển như ở Ấn Độ. Đó là những gì tôi muốn nói. Tôi có một câu hỏi khái quát. Chúng tôi đã nói rằng có khoảng 100 dự án đang được thực hiện. Các dự án bạn đang thực hiện liên quan đến vận tải hành khách hay hàng hóa cụ thể như thế nào? Rất khó để sắp xếp thứ tự ưu tiên. Mặc dù thực tế là các dự án hành khách khó đạt được hơn, nhưng chúng hấp dẫn tôi hơn. Như người ta nói, khi ăn của thì hãy hái của ở thấp trước. Vận tải hàng hóa xếp cao hơn. Đúng vậy, giải pháp vận chuyển hàng hóa khó thực hiện hơn. Trên thực tế, các kỹ sư của chúng ta đã chế tạo được U-boat chở hàng hóa nặng 50 tấn, di chuyển dọc trên đường dây thép với tốc độ 120 km mỗi giờ. Tôi nghĩ đây là đỉnh cao thiên tài của kỹ thuật, nhưng đó cũng là một thách thức lớn. Chúng tôi đang làm việc theo mọi hướng. Cảm ơn ý kiến của bạn. Bạn rất hào hứng với giải pháp vận chuyển container. Tôi biết rằng ở khu vực SID, họ rất hào hứng với các giải pháp vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, không phải vận chuyển container mà là vận chuyển hàng rời. Chúng tôi gọi giải pháp này là U-chan. Арсен, hãy cho chúng tôi biết chi tiết về hướng này. Những triển vọng nào đang mở ra ở đây và hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn đàm phán nào? Theo tôi, giải pháp U-chan để vận chuyển hàng rời đang cực kỳ có nhu cầu, đặc biệt là ở Nga và các nước SID. Bởi vì, theo truyền thống trong nền kinh tế thế giới, chúng ta chủ đạo về nguồn tài nguyên toàn cầu trong ngành khai khoáng. Chúng bao gồm than, quặng, kim loại và vật liệu trơ. Đây là một khía cạnh.
Mặt khác, chúng ta có địa hình khá phức tạp. Một tỷ lệ đáng kể lãnh thổ Bắc Cực, giàu trữ lượng khoáng sản, nằm ở Nga. U Tran có khả năng vượt qua những khó khăn của địa hình, đồng thời đảm bảo đường đi thẳng và tốc độ cao. Đó là lý do tại sao có sự quan tâm rất lớn đến giải pháp này. Một điểm rất quan trọng nữa là công nghệ do Anatoly Yunitskiy đề xuất hoàn toàn không thể có nhập khẩu thay thế. Nó không yêu cầu bất kỳ thành phần nhập khẩu nào. Hiện tại, trong điều kiện áp lực trừng phạt, đây là một lợi thế rất quan trọng. Vì vậy, công nghệ này đang có nhu cầu cao. Khi so sánh với các sản phẩm tương tự trên toàn cầu, U Tran phù hợp để sử dụng ở điều kiện Bắc Cực khó khăn với nhiệt độ thấp. Chúng ta có thể sử dụng dây chuyền sản xuất Bắc Cực trong nước. Đây cũng là một yếu tố quan trọng. U Tran có thể hoạt động dưới tải trọng gió và điều kiện băng vĩnh cửu. Vâng, hàng hóa được bảo vệ khi so sánh với các hàng hóa tương tự nước ngoài. Điều quan trọng là cơ sở hạ tầng càng cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu ở Nga. Tôi có thể nói rằng tất cả các sản phẩm vận tải đường dây đều có thể tổ chức vận tải biển hiệu quả. Điều này áp dụng cho cả hàng container và hàng rời. Vận tải cầu vượt Yunitskiy cho phép cơ sở hạ tầng cảng được bố trí trên những địa điểm rộng rãi, thuận tiện, không phụ thuộc vào địa hình vùng ven biển, kể cả có thể nhiều đá, núi non hiểm trở. Phần cảng có thể nằm trên đất liền hoặc trên lãnh thổ tự do. Phần thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên phao neo trên biển. Do đó, vận tải đường dây Yunitskiy giúp giảm đáng kể chi phí của cơ sở hạ tầng cảng và làm cho nó hoạt động rất hiệu quả. Theo hướng này, chúng tôi có một số dự án tiềm năng thú vị liên quan đến việc giải quyết vấn đề này. Có rất nhiều sự quan tâm đến công nghệ của chúng tôi. Khả năng ở đây thực sự tuyệt vời. Tôi xin phép sẽ tóm tắt một chút. Nếu sai, xin các đồng nghiệp đính chính lại. Chúng tôi thấy rằng hiện nay hầu hết các dự án chúng tôi đang thực hiện đều là dự án vận tải hành khách. Chúng có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi. Ý tôi là, đây là những dự án nổi tiếng, những dự án có vị thế. Khi chúng ta nói về lưu lượng hành khách đủ lớn, đồng thời, hướng chở hàng cũng không kém phần quan trọng. Hiện nay, vấn đề này đang được đàm phán tích cực. Mỗi quốc gia đều có sự khác nhau nhất định về cách thực hiện và quản lý dự án. Hãy nói về điều này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nào, Maxim, hãy bắt đầu với bạn. Tôi xin nhắc lại rằng Maxim Gusev là trưởng phòng quản lý dự án. Câu hỏi đặt ra là đặc thù công việc tùy theo khu vực. Điểm ứng dụng và giải pháp hạ tầng, giao thông UST là gì? Và chúng ta đã làm điều đó như thế nào? Làm cách nào để đối phó với những thách thức mà chúng ta gặp phải hiện nay? Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao UST Inc. và tập đoàn các công ty nói chung lại rất quan tâm đến vận tải hành khách. UST и группа компаний в целом, да, то есть такое большое внимание уделяет пассажирским.
Да, потому rất что đơn giản, vì chúng có nhiều ứng dụng. Возможность применения, да, то есть на самом деле довольно-таки широкая. Мы về vấn đề này, chúng ta có thể nhớ lại các ví dụ về các dự án tiếp thị từ các quốc gia khác nhau, nơi có tuyến đường dài nhiều km, hoặc khi khách hàng, nhà phát triển nói rằng chúng tôi có các khu vực cùng loại với đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời giá của chúng tôi cao hơn và chúng tôi cần phải nổi bật bằng cách nào đó. Да, но при этом цены у нас выше. А что нам trong делать? Tình huống này, okay, chúng тоi cung cấp phương tiện giao thông sinh thái của riêng mình. Điều này làm cho dự án của họ trở nên hấp dẫn hơn. Bản thân khu vực này sẽ trông khác đi nhiều. И, собственно, по-другому. Đây là một loại dự án. Когда мы говорим в дальнейшем, nếu chúng ta нói về loại dự án тiếp theo, thì sẽ có một thuật ngữ như km cuối cùng. Nói một cách hình tượng, hãy tưởng tượng rằng có một tàu điện ngầm. Максим, hãy để tôi bổ sung thêm điều trước đó mà bạn đã đề cập. Bạn nói rằng việc sử dụng vận chuyển trụi UST mang lại một số lợi thế tiếp thị, trở thành một tính năng hoặc đối tượng dễ nhận biết trong các giải pháp phát triển mới. Nhưng nó cũng mang lại lợi ích cho các nhà phát triển và các công ty mà chúng tôi đang hợp tác hiện nay. Họ nhận thức rõ rằng giá một mét vuông không gian cho thuê hoặc không gian sống tăng lên, kể cả không phải ngay lập tức, nhưng sẽ rất đáng kể. Tôi muốn nói với tất cả khách hàng, mặc dù tôi không liên lạc với họ thường xuyên như các đồng nghiệp của tôi, rằng sản phẩm phụ của các trạm neo và cấu trúc tòa nhà của chúng tôi là không gian bán lẻ. Và do đặc thù của cấu trúc neo của chúng tôi, ví dụ, chúng tôi có thể mở rộng tầng 1, то мы можем, да, допустим, на первом этаже, và да, do то, đó tạo ra нhiều không gian thương mại hơn để tạo ra thêm tiền. Площади, которые будут генерировать, да, то есть дополнительные và деньги, điều này rất quan trọng về мặt лợi tức đầu tư. Помните, đối với nhiều quốc gia, đây сẽ là dự án tự trị đầu tiên như вậy. Да, то есть это будет первый автономный проект вообще в стране. Nếu chúng ta đang nói về Belarus, thì chúng ta không có phương tiện giao thông тự hành. Ít нhất, tôi không biết có bất kỳ ví dụ nào khác tương tự. Да, вот và hãy лấy khu phức hợp Ulit là một dự án нhỏ, nhưng đồng thời, đây là phương tiện vận тải тự hành đầu тiên của đất nước. Dù bạn muốn gọi đó là gì, thì đây vẫn là loại hình vận тải тự hành đầu тiên trong cả nước. Chà, ngoại trừ thang cuốn trong tàu điện ngầm chứ. Về vấn đề này, vâng, tất nhiên, chúng tôi không phải là người đầu tiên, nhưng hãy nghiêm túc hơn nha. Chúng tôi có lợi thế tiếp thị, ví dụ về km cuối cùng. Giả sử bạn đã xây dựng một tàu điện ngầm, ở đó có 12 trạm, và đôi khi chi phí xây dựng trạm thứ 13 cao hơn tất cả các trạm được xây dựng trước đó, do địa hình khó khăn hoặc nguồn nước ngầm. Và km cuối cùng này cần được đưa vào cơ sở hạ tầng giao thông. Chúng tôi sẽ có thể làm được điều này, và điều này sẽ khá là dễ được chấp nhận. Hoặc lấy ví dụ, khi di chuyển vào bên trong một khu vực riêng biệt, nơi có trường học ở cuối, bệnh viện ở phía trước, và một số tòa nhà có ý nghĩa xã hội khác ở hai bên, và không có giải pháp giao thông thuận tiện nào để di chuyển qua khu vực này. Ví dụ, trong một thời gian dài ở Moscow hoặc Minsk, để đến địa chỉ mong muốn cách đó vài km, bạn phải lái xe đến ga vòng tròn, đổi tàu, và quay trở lại. Vì vậy, đi taxi dễ hơn là sử dụng tàu điện ngầm. Да, чем на метро доехать или еще что-то. Вот как раз для этого у нас есть. Chúng tôi hiểu cách xây dựng các tuyến đường xuyên qua các vật thể phức tạp như sông, núi, vân vân. Через сложные объекты, да, то есть через реку, через và còn có việc vận chuyển hành khách phức тап ở các thành phố лịch sử có nhiều di tích. Исторические города и просто города. Да, ну вот представим, что вот ví dụ, tôi đến từ Vladimir, đây là quê hương của tôi ở Nga. Có một tòa nhà 500 năm tuổi ở bên trái, một тòa nhà 600 năm тuổi ở bên phải, và có một con đường hai làn xe ở giữa. Không thể mở rộng nó, vì các tòa nhà không thể di chuyển được. Да, то есть пространство под машиной. Chỗ trống trong thành phố dành cho ô tô có hạn. Chúng tôi có thể ở phía trên thành phố, như vậy sẽ rẻ hơn và hiệu quả hơn. Và cuối cùng, Максим Гусев đã né tránh câu hỏi, hay nói chính xác hơn là anh ấy bắt đầu đi vòng từ xa. Vậy thì, Максим Кубисекин, câu hỏi là của bạn. Nói chung, vui lòng mô tả các chi tiết cụ thể khi làm việc với khuôn khổ pháp lý và quy định của từng khu vực. Chúng ta đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu? Nhưng vấn đề nào còn tồn động và làm thế nào để chúng ta giải quyết chúng. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi xác nhận những gì Максим và Арсен đã nói.
Bây giờ mọi thứ đã khác trong các cuộc đàm phán. Trước đó, tức là 2-3 năm trước, khi nói chuyện với một khách hàng có chủ quyền, các chuyên gia chính thức, doanh nghiệp hoặc các chuyên gia kỹ thuật đang tham gia vào việc phát triển lãnh thổ, chúng tôi vẫn cần phải nói về những lợi thế của khu phức hợp, nghĩa là tham gia vào công việc giáo dục, như giải thích cách mọi thứ hoạt động. Tại sao các nghiệp lại giống hệt như vậy? Công nghệ của chúng tôi mang lại những gì khác so với tàu điện ngầm, đường dây nhẹ, đường dây đơn, vân vân. Bây giờ, khi tôi bắt đầu nói về những ưu điểm so với tàu một dây cổ điển trong lần gặp đầu tiên với khách hàng, họ nói, đừng lãng phí thời gian của bạn. Chúng tôi đã biết mọi thứ về công nghệ của bạn, đã nghiên cứu mọi thứ, đã xem mô lít của bạn và đã đến thăm bà Zinagoka. Vì vậy, chúng ta hãy đi thẳng qua đây, rẽ vào đây, rồi tới trạm thứ hai ở đây. Khách hàng đã nghiên cứu công nghệ của chúng tôi và trên thực tế, nó rất thú vị. Khách hàng đã rất vui mừng, họ đã tự mình tiến hành đánh giá ban đầu và hiểu được lợi thế của chúng tôi ở đâu. Theo đó, hiệu quả làm việc của chúng tôi với khách hàng cao hơn trước rất nhiều. Sự thay đổi này đã diễn ra theo đúng nghĩa đen của nó trong 2 năm qua. Về việc thiết kế và tuân thủ quy định, tôi đã nói sơ qua về vấn đề này ở cuộc họp trước. Chúng tôi đã có được kinh nghiệm tại thị trường SID. Luật pháp tương tự ở Belarus, Liên bang Nga và Kazakhstan, do tất cả các nước này đều từ Liên Xô mà ra. Chúng tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì ở đây, và tất cả các giải pháp mà chúng tôi thực hiện ở Belarus cũng được lên kế hoạch triển khai ở Liên bang Nga, vì chúng gần như giống hệt nhau. Nếu chúng ta nói về những quốc gia có lịch sử khác, thì chúng ta có kinh nghiệm làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án ở đó. Địa điểm thử nghiệm đầu tiên đã được xây dựng và đang hoạt động. Hiện nay, chúng tôi dự định giới thiệu chiếc thứ tư thuộc loại hàng hóa và hành khách. Chúng tôi sẽ nói về nó chi tiết hơn sau. Và ở đó, chúng tôi tiến hành công việc thiết kế theo tiêu chuẩn ở Eurocod, có tính đến đặc thù của địa phương. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về chúng, không có gì quá đặc thù, độc đáo ở đó cả. Максим, hãy nói cho tôi biết, тôi hiểu như này có chính xác không? Rằng kinh nghiệm tích lũy được khi làm việc тại công viên đổi mới Sharjah sẽ giúp chúng ta thực hiện các dự án của Ấn Độ chứ? Chắc chắn rồi, chúng ta có kinh nghiệm tích lũy, các mẫu hành vi với khách hàng, các nguyên tắc làm việc với các bên quan tâm. Chúng tôi hiểu rằng cần phải có sự tham gia của các đối tác tư vấn ngay từ giai đoạn đầu, để các chi tiết cụ thể của luật pháp và quy định địa phương được tính đến khi đưa ra các giải pháp kỹ thuật. Khung pháp lý rất giống nhau. Các tiểu vương quốc Ả Rập và Ấn Độ đã kế thừa phần lớn các quy tắc của luật pháp Anh. Vâng, không có gì bí mật cả. Khung pháp lý của cả các tiểu vương quốc Ả Rập và Ấn Độ đều gần với các tiêu chuẩn của Anh và Mỹ. Theo tôi, trên thế giới có 3 trung tâm hùng mạnh về khuôn khổ quy chuẩn. Đây là khu vực của Liên Xô cũ, thực tiễn Liên Xô của chúng tôi, Hoa Kỳ và châu Âu. Và chúng tôi có kinh nghiệm với cả 3 khu vực. Chúng tôi đã làm việc với Eurocod từ lâu. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các tiêu chuẩn của Mỹ và những chuẩn mực bản địa của Liên Xô cũ của chúng ta thì đã rất quen thuộc. Vì vậy, chúng tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm để triển khai các đối tượng gần như trên toàn thế giới.
Tuyệt vời. Như vậy, chúng ta đã thấy, một mặt, có một công nghệ có rất nhiều ưu điểm mà không giải pháp nào có được. Vì vậy, chẳng hạn như ASEAN đã nói về U-Chan, liệt kê nhiều ưu điểm mà nó có. Nhưng bạn chưa đề cập rằng, đây thực sự là một trong những giải pháp có chi phí vốn hợp lý nhất. Trong đó, chi phí có thể bắt đầu từ 1,5 đến 2 triệu đô la Mỹ mỗi km. Và chúng tôi cũng thắng về mặt chi phí vận hành. Chúng tôi đã tính toán rằng chi phí cho một tấn km là khoảng 2 rúp, trong khi giá bình thường thông thường là 30 rúp một tấn km. So với thông lệ của Nga, các chỉ số của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn gấp 10 lần. Vì vậy, chúng tôi có một sản phẩm độc đáo. Nhưng quan trọng nhất là sản phẩm đã được chứng minh, triển khai và xác nhận tính hiệu quả cho đến ngày nay. Và chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm cần thiết để phân phối sản phẩm trên toàn thế giới. Cảm ơn Maxim vì đã lưu ý rằng chúng tôi đã quen thuộc với luật pháp và quy chuẩn của cả châu Âu, Mỹ và của SID. Пространство СНГ тоже с точки зрения нормативной законодательной базы нам на сегодня понятно. Поэтому дальше мы будем только наращивать. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục tăng số lượng dự án. Nhưng chúng tôi sẽ không nói về mọi thứ cùng một lúc. Chúng tôi sẽ nói về lý do tại sao chúng tôi quyết định làm điều này trong tập tiếp theo. Chủ đề của nó có vẻ phức tạp trong việc thực hiện và sẽ tiếp cận sát thông tin hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi hẹn bạn trong cuộc họp tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nói về mọi thứ một cách chi tiết. Cảm ơn sự chú ý của các bạn.